Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Trên kênh Telegram, quân đội Ukraine đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vào hai cây cầu nối khu vực Kherson và Crimea. Theo đó, vào khoảng 15 giờ, lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công vào hai cây cầu quan trọng Chonga và Helichets. Quyền thống đốc khu vực Kherson Vladimir Sando trước đó xác nhận quân đội Ukraine đã nã pháo vào một cây cầu bắc qua eo biển Tonki và cầu Chonga. Cầu Chonga bị tấn công bằng các tên lửa tầm xa Storm Shadow. Theo ông Sando, khoảng 12 tên lửa được phóng trong cuộc tấn công ngày 5 tháng 8, trong đó ít nhất 3 tên lửa lọt qua phòng không Nga. Theo dữ liệu mới nhất, một dân thường đã bị thương. Vụ tấn công cũng gây ra cháy lớn tại một đường ống dẫn khí khiến hơn 20.000 người không được cung cấp khí đốt. Các cây cầu nối phía bắc bán đảo Crimea với khu vực Kherson từng là mục tiêu của một cuộc tấn công vào tháng 6. Vào thời điểm đó, cầu Chonga bị hư hại đáng kể và phải dừng hoạt động một vài tuần để sửa chữa. Bộ Ngoại giao Pháp ngày 6 tháng 8 tuyên bố đình chỉ viện trợ phát triển và hỗ trợ ngân sách cho Burkina Faso. Động thái trên được Paris đưa ra sau khi Mali và Burkina Faso tuyên bố coi bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào nhằm chống lại chính quyền quân sự Niger là lời tuyên chiến với hai nước này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Pháp hôm 5 tháng 8 cam kết kiên quyết và dứt khoát ủng hộ nỗ lực của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, ECOWAS, nhằm khôi phục chức vụ cho Tổng thống Mohamed Bazoum của Niger sau cuộc đảo chính quân sự. Pháp và Liên minh châu Âu EU cũng đã cắt hỗ trợ tài chính đối với Niger sau cuộc đảo chính quân sự. Hồi tháng 2 năm nay, Pháp đã chính thức kết thúc các hoạt động quân sự tại Burkina Faso sau khi hai bên chấm dứt thỏa thuận quân sự song phương. Đây được coi là cột mốc mới trong cuộc chiến của Burkina Faso chống các nhóm thánh chiến liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Đêm qua, công tác cứu hộ vụ trật bánh tàu hỏa thảm khốc khiến 30 người thiệt mạng ở miền nam Pakistan đã kết thúc. Giới chức đang tiến hành công việc dọn dẹp tại hiện trường và điều tra nguyên nhân của tai nạn. Ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương khi một đoàn tàu chở khách trật bánh hôm 6 tháng 8 ở tỉnh Sindh, miền nam Pakistan, cách thành phố lớn nhất của đất nước Karachi khoảng 275 km. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu có hơn 1.000 hành khách. Chồng và con trai tôi đã mất trong vụ tai nạn, ba đứa con trai khác thì bị thương, trong đó một đứa đang phải cấp cứu trong ICU. Tàu tốc hành Hazara khởi hành từ thành phố cảng Karachi ở phía nam vào sáng 6 tháng 8. Tuy nhiên, tàu đã bị chật bánh khi băng qua cây cầu, bắc qua một con kênh ở quận Sangha. 10 trên 17 toa của con tàu đã bị chật khỏi đường ray. Sau 4 giờ cứu hộ, giới chức quận Sangha xác nhận số người thiệt mạng và tuyên bố kết thúc công tác cứu hộ. Công tác cứu hộ hiện đã hoàn tất và giờ chúng tôi đang thực hiện việc di rời. Đã có 30 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong vụ tai nạn này. Chính quyền quận Sindh đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực xảy ra tai nạn cùng với các quận lân cận. Giao thông đường sắt đã bị đình chỉ ở cả hai đầu của tuyến đường sắt bị tai nạn trên. Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc về vụ việc, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng cung cấp những điều trị y tế tốt nhất cho những người bị thương. Bộ trưởng đường sắt Pakistan cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và không loại trừ những hành vi phá hoại. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày 6 tháng 8 cho biết 50 con sông trên khắp nước này đang có mực nước dâng cao trên mức báo động do mưa lớn. Trong đó, một số lưu vực sông ở phía đông bắc đang phải đối mặt với đợt lũ tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Sáng qua, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt ở các tỉnh phía đông bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang lên cấp 3, mức cao thứ 3, khi các con sông tràn qua các ngập, làm ngập các cánh đồng, nhà cửa bị hư hại và buộc nhiều người phải sơ tán. Tháng 7 năm nay, Trung Quốc hứng chịu hai cơn bão lớn đổ bộ là Talim và Doksuri, gây ra mưa lớn, tác động tiêu cực đến hơn 7 triệu người trên toàn quốc. Thủ đô Bắc Kinh cũng phải hứng chịu trận mưa tồi tệ nhất trong 140 năm sau tháng 6 nóng nhất được ghi nhận ở các thành phố. Các nhà chức trách cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các thảm họa thiên nhiên khác nhau vào tháng 7 lên tới hơn 5,7 tỷ đô la Mỹ, nhiều hơn 6 tháng đầu năm cộng lại. Tổng cộng có 147 người thiệt mạng và mất tích. Cảnh sát Mỹ thông báo tối ngày 5 tháng 8 theo giờ Mỹ đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu vực đông nam thủ đô Washington DC, khiến ít nhất 5 người thương vong. Cảnh sát nhận được thông tin về vụ nổ súng vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 8 tại đường Good Hope. Khi tới hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân, trong đó 2 nam giới và 1 phụ nữ đã tử vong. 2 nạn nhân nam khác được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát kêu gọi người dân tích cực cung cấp thông tin hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, truy tìm hung thủ. Trước đó, một vụ bạo lực súng đạn khác cũng xảy ra ở khu vực Tây Bắc thủ đô Washington DC 1 giờ sáng cùng ngày,
khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương nặng ở đường Ontario. Bạo lực súng đạn hiện vẫn là căn bệnh trầm kha, kéo dài và khó giải quyết nhất ở Mỹ. Quyền cảnh sát trưởng thủ đô Washington DC đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước tình trạng bạo lực súng đạn gia tăng gần đây, đồng thời kêu gọi sự tham gia của cộng đồng nhằm ngăn chặn tình trạng này. Mỹ, Anh và Singapore đã sớm rời trại hướng đạo quốc tế tại Hàn Quốc do thời tiết khắc nghiệt. Ngày 6 tháng 8, có thêm một đội khác rút lui khỏi sự kiện sau khi xuất hiện cáo buộc lạm dụng tình dục. Song ban tổ chức đã bác bỏ thông tin này. Theo hãng tin Reuters, ngày 6 tháng 8, các đoàn hướng đạo sinh của Mỹ, Singapore đã rời khỏi hội trại hướng đạo quốc tế ở thành phố Busan, Hàn Quốc, một ngày sau khi quốc gia này quyết định tiếp tục tổ chức sự kiện bất chấp những cảnh báo nguy hiểm do sóng nhiệt. Trước đó một ngày, đoàn Anh với số lượng người tham gia đông nhất với 4.500 người đã bắt đầu rời trại họp do thời tiết khắc nghiệt. Ban tổ chức ngày 6 tháng 8 cũng thông báo hủy buổi biểu diễn ca nhạc K-pop sau khi xuất hiện cáo buộc quấy rối tình dục tại đây. Phát biểu trước báo giới, trưởng đoàn Hiệp hội Hướng đạo tỉnh Bắc Cheola cáo buộc trưởng đoàn Hướng đạo Thái Lan đã vào phòng tắm nữ hôm 3 tháng 8. Song, ban tổ chức đã bác bỏ thông tin này. Liên đoàn đã xác định rằng không có hành vi quấy rối tình dục nào xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cảnh sát địa phương để điều tra vụ việc. Trước đó vào ngày 3 tháng 8, 138 trại viên đã phải điều trị tại các bệnh viện do các triệu chứng sốc nhiệt, nâng tổng số người cần hỗ trợ vì vấn đề thời tiết lên hơn 700 người kể từ khi sự kiện bắt đầu. Để hỗ trợ những người tham gia, chính phủ Hàn Quốc đã huy động hơn 700 nhân viên để đảm bảo vệ sinh khu vực cắm trại, cung cấp thêm 104 xe buýt có máy lạnh và 64 mái che, đồng thời triển khai thêm 60 chuyên gia y tế. Trại họp Bạn Hướng đạo Thế giới là hội trại quy mô lớn, tạo điều kiện giao lưu giữa thanh thiếu niên yêu thích mạo hiểm trên toàn thế giới. Hội trại được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1920 tại London, Anh, sau đó diễn ra định kỳ 4 năm một lần. Năm nay, sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến 12 tháng 8 tại khu vực đê chắn sóng dài nhất thế giới Samangun, thuộc tỉnh Bắc Cheola của Hàn Quốc. Trong suốt sự kiện, các hướng đạo sinh sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động cắm trại ngoài trời, thắt chặt tình bạn, cùng nhau bàn luận về các vấn đề quốc tế như khủng hoảng khí hậu hay đói nghèo. Trong khi đó, tại Nhật Bản, nhiều khu vực đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao bất thường, có nguy cơ dẫn đến tình trạng sốc nhiệt trên diện rộng. Sử dụng quạt điện và uống nhiều nước hay ăn những món kem giải nhiệt là cách mà người dân Nhật Bản lựa chọn để thích nghi với thời tiết oi nóng. Một tuần trở lại đây, nhiệt độ ở Tokyo, Nhật Bản thường xuyên ở ngưỡng 35-38 độ C. Những chiếc quạt điện cầm tay là vật dụng phổ biến mà du khách mang theo khi đi chơi ngoài trời ở Tokyo những ngày này. Chiếc quạt như thế này là rất cần thiết. Có quạt mới đỡ nóng, giữ cho mặt tôi mát mẻ hơn. Khoảng 2 tuần trước tôi bị say nắng nên sau đó phải cẩn thận hơn. Tôi buộc tóc lên, dùng quạt và uống nước nhiều để tự bảo vệ bản thân. Nhiệt kế chỉ 35-36 độ C, nhưng ở ngoài trời có thể cảm thấy oi nóng như 39-40 độ C. Trời nóng khiến nhu cầu ăn kem giải nhiệt tăng lên. Các cửa hàng kem đá bào ở Tokyo thường xuyên kín chỗ. Ăn kem thời tiết này thực sự rất ngon. Cửa hàng này cũng rất nổi tiếng trên Instagram. Kem rất ngon. Chúng tôi ăn thử và cảm giác được giải nhiệt rất đã. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo nhiệt độ sẽ còn duy trì ở mức cao cho đến tuần sau. Ngành chức năng Nhật Bản cảnh báo các đợt nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm cao gây nguy hiểm cho những người cao tuổi, nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong vì nắng nóng. Các chuyên gia y tế kêu gọi người dân chuẩn bị những biện pháp phù hợp để tránh nóng và tự bảo vệ sức khỏe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.